Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở Bắc Bộ, vùng hội tụ gió trên cao vẫn còn duy trì trong đêm nay và ngày mai với cường độ mạnh. Do đó mà mưa vẫn còn xuất hiện trên khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nền nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ dao động phổ biến ở mức là từ 29 đến 32 độ. Từ ngày 8 tháng 8 khi mà những hội tụ gió trên cao suy yếu thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần trên khu vực, nền nhiệt vì vậy sẽ có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Đến ngày 9 tháng 8 thì nhiệt độ phổ biến là từ 31 cho đến 33 độ, có nơi sấp xỉ ngưỡng 34-35 độ. Đi sâu vào các tỉnh Trung Bộ, mưa còn xuất hiện trong ngày mai ở các tỉnh phía Bắc khu vực, còn lại thì sẽ có mưa rải rác vào chiều tối. Nhiệt độ vì thế vẫn phổ biến dưới ngưỡng 34 độ. Từ ngày 9 tháng 8, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ khi mưa giảm nhanh ở phía Bắc. Ở phía Nam, tại hai khu vực là Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới sẽ chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, nên khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 20 đến 40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ trong những ngày tới ở các tỉnh phía Nam sẽ không cao. Đối với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ, còn Nam Bộ là 30 tới 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể kèm theo gió xoáy gây nguy hiểm. Nhìn chung thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân.